Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay thứ Tư ngày 18 tháng 2 năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. Chính phủ Pháp theo dõi 400 người thuộc các tổ chức khủng bố nằm vùng. Chính sách một con khiến cho quân đội Trung Quốc yếu kém. Xe quân đội đụng chết 5 người trong ngày 30 Tết. Sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Pháp hiện đang theo dõi hàng trăm người tình nghi ở trong các tổ chức khủng bố, nằm vùng thuộc các nhóm như Al-Qaeda và ISIS, theo giới chức an ninh cao cấp nhất của Pháp mới đây. Trong cuộc họp phỏng vấn hôm thứ Hai, thì Bộ trưởng Nội vụ đưa ra vấn đề đang làm nhức đầu các cơ quan an ninh tình báo Âu Châu. Đó là làm sao nhận ra thời điểm mà một người biến thái từ kẻ bất mãn hay tội phạm bình thường sang kẻ khủng bố, và làm sao để ngăn chặn việc tiến tới thành kẻ quá khích. Seth và Sharif Karachi là hai anh em sinh ra ở Pháp, đã hạ sát 12 người tại Paris hôm ngày 7 tháng Giêng khi họ tấn công vào tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo. Hai ngày sau đó, cả hai người bị cảnh sát bao vây và bắn chết. Bộ trưởng Nội vụ cho hay muốn có thêm các biện pháp để cho phép cơ quan an ninh tình báo dễ dàng hơn trong việc theo dõi liên lạc điện tử của các nghi can. Facebook, Twitter, Apple và Google, tất cả đều là các công ty mà thành phần thánh chiến đang sử dụng để quảng bá các video tuyên truyền của họ. Mức độ các thành phần dân chúng ngoại quốc tham gia vào hàng ngũ ISIS và các nhóm quá khích khác hiện không thấy giảm sút, và có ít nhất là 3.400 người dân từ các quốc gia Tây Phương trong số khoảng 20.000 người kéo về tham dự thánh chiến ở Iraq, Syria và các nơi khác, theo tin từ giới chức tình báo Mỹ. Ông Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, chúng ta sẽ không thể giải quyết vấn đề này bằng cách quét bụi giấu dưới thảm, bởi sẽ có lúc bụi dày hơn thảm. Hiện có rất nhiều quân đội trên thế giới gặp khó khăn trong việc tuyển mộ các thanh niên 18 tuổi, đủ điều kiện, vừa ra khỏi trường trung học. Nhưng Trung Quốc, tuy không phải là ngoại lệ, lại gặp phải vấn đề khó khăn hơn nữa, đó là các tân binh đã được chiều chuộng từ tấm bé. Các bài viết đăng tải trên báo chí của quân đội Trung Quốc đã kể lại những câu chuyện như có đến một nửa tân binh trong các đơn vị đã khóc và nhiều người muốn được ra khỏi chương trình huấn luyện vì không chịu nổi các đòi hỏi kỷ luật. Một số khác thì vi phạm luật bằng cách dùng điện thoại để test cho bạn gái. Theo tướng Liu Minfu, một giáo sư tại Học viện Quốc phòng ở Bắc Kinh, thì khoảng 70% các quân nhân bộ binh Trung Quốc là con một trong các gia đình. Chiều 30 Tết, xe của tòa án quân đội chạy lấn đường đã đụng một xe máy tại huyện Yên Mỹ, khiến 5 người chết thảm, nâng lên gần 40 người chết vì giao thông trong cùng một ngày. Theo báo Thanh Niên, chiều ngày 18 tháng 2, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Chiếc xe hơi 7 chỗ Toyota của Tòa án Quân sự Trung ương thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng do Thiếu tá Lê Văn Thước, 52 tuổi, chạy lấn đường đụng vào xe máy làm 5 người chết thảm, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình. Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết xe hơi đang đi theo hướng từ Cầu Hầu về quốc lộ 39 thì đụng với một xe máy đi ngược chiều của ông Bùi Quý Thái. Trên xe đang chở 4 người trong một gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Sơn, 28 tuổi, vợ là chị Vương Thị Ngát, 29 tuổi, cùng hai con là cháu Nguyễn Văn Huy, 8 tuổi và cháu Nguyễn Thị Nga, 5 tuổi, ngụ ở thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Do va chạm quá mạnh, hai cháu Huy và Nga chết tại chỗ, ông Thái và bà Ngát chết tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, ông Sơn tử vong tại Bệnh viện Việt Đức. Cũng theo báo Thanh Niên, thì khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 2, hai thanh niên phóng xe máy biển số Long An với tốc độ cao để về nhà ăn Tết, đã tông trực diện vào xe máy một ông trung niên đi ngược chiều lại trên đường Đinh Đức Thiện ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Vụ tai nạn khiến cả ba người bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, còn lại hai xe máy thì bẹp dúm. Tại hiện trường, xe máy của người đàn ông trung niên vẫn còn treo một hộp sữa cho trẻ sơ sinh, hành kiệu cùng một số đồ dùng ngày Tết còn vương vãi trên đường. Theo phúc trình của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, thì từ ngày 15 đến 18 tháng 2, tức là từ 27 đến 30 Tết âm lịch, tại Việt Nam đã xảy ra 188 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 144 người. Đặc biệt, số người chết vì tai nạn giao thông đang có xu hướng tăng mạnh. Song nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không thể làm gì hơn. Vừa rồi là bản tin buổi trưa ngày 30 tháng Chạp.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-888-8888.